Tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, cuộc đời và câu chuyện thú vị về nghệ danh bất hủ. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính tên thật là Nguyễn Đình Ánh, ông sinh năm 1940 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Ông là con út trong gia đình khá giả có 3 người con. Sau đó, gia đình Nguyễn Đình Ánh chuyển đến Nha Trang và năm ông 11 tuổi thì chuyển vào Sài Gòn. Nguyễn Đình Ánh theo học tại trường Talbot, nay là trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Đến năm 1954 lên Đà Lạt, ở nội trú trường Giặc Xin cho đến năm 1958. Ông tự chơi dương cầm lúc còn nhỏ và trong thời gian học ở Đà Lạt, ông có quen biết với nhạc sĩ Hoàng Nguyên là tác giả của Tà Áo Tím, Ai Lên Xứ Hoa Đào, Sao Em Không Đến, v.v. Ông được Hoàng Nguyên bắt đầu dìu dắt vào con đường âm nhạc. Cũng ít ai biết về ý nghĩa của nghệ danh Nguyễn Ánh Chính. Có lần, ông kể rằng sau khi Khánh Ly hát ca khúc Không, bà in đĩa ca khúc đó và bán rất chạy. In đĩa thì ca khúc bắt buộc phải có tên tác giả, nhưng nếu lấy đúng tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì quá dài, còn nếu lấy tên Nguyễn Ánh thì bị trùng với tên hiệu của vua Gia Long. Ông đếm tên mình, thấy tên Nguyễn Ánh có 9 chữ, mà theo quan niệm phương Đông thì số 9 là con số may mắn, nên ông đã chọn số 9 ghép với tên Nguyễn Ánh. Từ đó, nghệ danh là Nguyễn Ánh Chính ra đời cùng các sáng tác của ông. Những dấu mốc trong sự nghiệp của nhạc sĩ tài hoa. Nguyễn Ánh Chính là nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc sáng tác cả trước và sau năm 75. Không, Ai Đưa Em Về, Buồn Ơi Chào Mi, Tình Khúc Chiều Mưa, Cô Đơn, Bơ Vơ, Tiếng Hát Lạc Loài, Mùa Thu Cánh Nâu, Tình Yêu Đến Trong Dạ Từ. Ông đồng thời cũng là nhạc công piano nổi tiếng từ trước năm 75, đã hợp tác với các phủ trường, phòng trà và đệm đàn cho nhiều danh ca Sài Gòn. Nguyễn Ánh Chính bắt đầu sự nghiệp viết nhạc một cách rất tình cờ. Bắt đầu từ chuyến đi Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly vào tháng 8 năm 1970. Lần đó, Khánh Ly được phía Nhật mời sang biểu diễn trong khuôn khổ hội chợ văn hóa tại Osaka. Nguyễn Ánh Chính đi cùng với vai trò là nghệ sĩ đệm đàn guitar cho Khánh Ly hát. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính kể lại rằng, sau buổi diễn, khi cùng với Khánh Ly đứng chờ thang máy lên phòng khách sạn, thấy người bạn mình mang vẻ mặt buồn buồn, Khánh Ly lên tiếng hỏi, còn thương nó không bạn? Ý Khánh Ly muốn hỏi về mối tình đầu năm 18 tuổi của ông mà Khánh Ly đã từng được nghe ông tâm sự. Sẵn cây đàn guitar trên tay, Nguyễn Ánh Chính gãy ngay rồi ngẫu hứng cất tiếng hát. Không, không, tôi không còn. Tôi không còn yêu em nữa. Đến khi trở về Việt Nam, Khánh Ly đề nghị ông viết tiếp để thành một ca khúc hoàn chỉnh. Trước lời khuyên đó, ông đã hoàn tất tác phẩm đầu tiên của mình trong một thời gian ngắn. Lúc đầu, ông lấy tựa đề bài hát là Không, không, tôi không còn yêu em nữa, với cảm hứng từ một ca khúc Pháp. Về sau, Nguyễn Ánh Chính cắt gọn tất cả, tựa đề chỉ còn lại một chữ Không duy nhất. Ca khúc Không được Khánh Ly thu lần đầu trong đĩa nhựa của dĩa nhạc Tình Ca Quê Hương. Bài hát này cũng đã trở thành một trong những nhạc phẩm gắn liền với cuộc đời ca hát của Elvis Phương sau đó. Dĩa nhựa có ca khúc Không do Khánh Ly hát. Ngoài ra, bài Không cũng vượt ra khỏi ranh giới Việt Nam khi được nữ diva người Đài Loan Đặng Lệ Quân hát bằng cả lời Hoa lẫn lời Nhật và rất được ưa chuộng tại các thị trường này. Trước năm 1975, có hai sáng tác rất nổi tiếng khác của ông, rất được yêu thích cho đến ngày nay, đó là Buồn Ơi Chào Mi và Tình Khúc Chiều Mưa. Những năm đầu thập niên 70, Nguyễn Ánh Chính cộng tác với nhiều vũ trường lớn ở Sài Gòn để đệm piano cho hầu hết những danh ca thời đó. Trong một cuộc phỏng vấn, Nguyễn Ánh Chính đã nói rằng ông thích nhất được đệm đàn cho hai danh ca Thái Thanh và Khánh Ly. Chuyện tình đẹp với nữ vũ công phòng trà. Trong thời gian Nguyễn Ánh Chính làm việc tại phòng trà Anh Vũ, ông quen biết một nữ vũ công tại đây là bà Ngọc Hân. Năm 1965, họ kết hôn với nhau. Khi đó, ông 25 tuổi, còn bà Ngọc Hân vừa tròn 20. Sau khi lấy nhau, bà quyết định bỏ nghề vũ công, toàn tâm, toàn ý chăm lo gia đình để ông theo sự nghiệp âm nhạc.
sự hy sinh của bà nhiều lần được nhạc sĩ nhắc đến bằng tất cả lòng tri ân. Vợ tôi là một người phụ nữ dịu hiền, nhân hậu. Có lẽ chẳng có người phụ nữ nào đủ vị tha và hy sinh cho chồng mình như cô ấy. Tôi mắc nợ trọn kiếp với người bạn đời bởi tình yêu đã vĩnh viễn câm lặng. Trái tim tôi không còn cảm giác sau hình ảnh của mối tình đầu. Vợ chồng Nguyễn Ánh Chính và Ngọc Hưng có hai con trai, Nguyễn Quang và Nguyễn Quang Anh. Gia đình ông cư ngụ ở Sài Gòn và làm chủ một phòng trà mang tên Tiếng Dương Cầm. Sau tháng 4 năm 1975, thời gian đầu, Nguyễn Ánh Chính cùng đi diễn ở các tỉnh với đoàn văn nghệ của ca sĩ, nhạc sĩ Duy Khánh. Từ năm 1976, ông làm nhân viên kiểm soát xe lưu thông tại xa cảng miền Tây cho đến năm 1978. Một thời gian, Nguyễn Ánh Chính có mở một lớp dạy dương cầm. Năm 1982, Nguyễn Ánh Chính trở lại với âm nhạc. Ông tiếp tục tham gia các chương trình hòa tấu và biểu diễn dương cầm ở nhiều nơi. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, Nguyễn Ánh Chính có viết thêm một số ca khúc nữa như Tình yêu đến trong giả từ, Mênh mông tình buồn, Cho người tình xa, đặc biệt là chuỗi ba bài hát có phần liên quan đến nhau, Cô đơn, Bơ vơ và Tiếng hát lạc loài. Trong một lần đứng trên sân khấu hải ngoại vào năm 2006, 10 năm trước khi ông qua đời, ông đã từng chia sẻ rằng nếu một ngày nào đó ông không còn nữa, thì ông chỉ mong khán giả nhớ đến một bài hát mà ông yêu nhất và trân trọng nhất, đó là bài Cô đơn. Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành nắng ấm. Cũng trong năm 2006, Trung tâm Thúy Nga đã thực hiện Paris by Night 83 và nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính là một trong ba người được vinh danh trong chương trình này. Cho đến những năm cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính vẫn biểu diễn, tham gia một số đêm ca nhạc của ca sĩ Ánh Tuyết. Ông thường chơi dương cầm hàng tuần tại khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn. Sau một thời gian dài với căn bệnh viêm phổi, suy tim, vào trưa 14 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2016, ông hôn mê và trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn, hưởng thọ 77 tuổi.